Cha ăn chút súp thôi cha, ăn nóng tốt hơn đấy cha. Phải. Ăn nóng tốt hơn nhiều. Marcelino, 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 Marcelino. Con đem cái mền nó đi đâu vậy? Con phải nói ngay, con làm gì vậy? Club. Nghe thầy, Marcelino, thầy nấu bếp thương con lắm. Nhưng nói dối thầy nấu bếp thì là một điều khủng khiếp lắm đấy. Bố con mình thương nhau lắm, và con phải nói thật với thầy. Tối nay con phải đem cái mền đó về giường con. Nếu không, thầy buộc lòng phải nói hết với cha bề trên. Chào bác. Cái mền đây Marcelino, bác hết lạnh rồi. Vậy thì con phải đem về chỗ cũ. Mền đây thầy ơi, con hết lạnh rồi. Marcelino, 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 lại đây. Xem con thằng lằn thầy mới bắt được cho con nè. Đây. Con không thích đâu. Hôm nay chẳng có gì cả. Lúc đó thầy Lazarus tức giận xua đuổi một tên trộm ra khỏi tu viện. Thánh Francisco vừa từ bên ngoài trở về với bao bánh và một chai rượu mà ngài cùng một bạn đồng hành vừa đi xin được. Thầy coi cổng đã kể lại chuyện mình đuổi tên trộm kia ra khỏi tu viện như thế nào. Thánh Francisco đã trách cứ thầy, nói rằng thầy cư xử như thế là quá dữ dằn. Phải xử phạt kẻ có tội với lòng nhân từ, chứ không phải với thái độ dữ dằn. Chẳng phải thầy Giê-xu, đấng chúng ta hứa sẽ sống theo phúc âm của người đã nói, rằng không phải người khỏe mạnh mới cần đến thầy thuốc mà là kẻ bệnh tật, và ngài không đến để kêu gọi người công chính, mà là kẻ có tội để họ sám hối. Và ngày xưa, người thường ngồi đồng bàn với họ. Nó có vẻ cô đơn, nó cần có bạn. Có bạn à, con có rồi. Vâng, cha biết đấy thưa cha. Một thằng, thằng Manuel, thằng bé bằng tuổi nó. Con không biết nữa, cha biết đấy. Trẻ con ấy mà. Thầy là người hiểu nó hơn bất cứ ai khác. Thật khó nghĩ khi thấy trong mấy ngày qua nó có thái độ rất khó hiểu. Tất cả cộng đoàn đều thắc mắc về hạnh kiểm của Marcelino. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này sớm bao có thể. Nó chẳng khác gì một thiên thần. Đúng rồi, đúng rồi. Chính vì thế tôi thấy lo. Tôi đang nghĩ có lẽ đã đến lúc phải đem nó đi nơi khác. Đem nó đi nơi khác? Phải, thưa thầy. Tôi nghĩ là nó bị bệnh mà chúng ta không hay biết gì. Bị bệnh nhưng nó khỏe mạnh, đâu có chuyện gì. Không, thưa thầy. Tôi muốn nói nó bị bệnh cô đơn, bệnh mơ mộng. Nó cần có bạn ở tuổi nó. Đúng rồi, thầy hiểu nó hơn bất cứ ai trong nhà này. Thầy phải xem chúng ta có thể làm gì được cho nó. Vâng, thưa bề trên. Con cũng thấy rất lạ. Ngồi xuống đi thầy Thomas, ngồi xuống đi. Nó làm con điên lên. Cả mấy tuần lễ rồi, nhiều đồ vật trong bếp bị biến mất. Khi thì là bánh, khi thì là thịt, khi thì cá. Riêng về rượu thì bị mất một lượng đáng kể. Rượu à? Vâng, thưa cha. Cả rượu nữa, mỗi ngày 2-3 lần. Rượu trong chai bị vơi cạn, đúng là thằng bé, con chắc chắn thế. Nếu thế thì nghiêm trọng lắm đấy thầy Thomas. Cái con không hiểu là nó vẫn lấy đồ ăn trong bàn, giấu vào quần áo. Và con cũng đợt cố gắng hết sức để nó không lấy được bất cứ thứ gì. Thầy lầm rồi. Lại ra con phải báo cho cha từ lâu rồi. Xin cha tha lỗi cho con. Không, chuyện gì đã qua cho qua. Nhưng tôi nghĩ rằng thầy đã lầm khi để đồ ăn ngoài tầm tay của nó.
Theo tôi, thầy cứ để nó thoải mái, muốn lấy gì thì lấy. Và rồi, hãy theo dõi nó. Điều quan trọng là ta phải biết được nó đang làm chuyện gì. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và Machanino. Ăn đi, chắc bác đói. Được rồi, con ạ. Bác có hài lòng với con không? Con là một đứa bé rất tốt. Có chứ. Thế bác muốn con làm gì cho bác? Hãy nghe bác đây, Marcelino. Hôm nay con nói ít thế, Marcelino. Con đang nghĩ gì thế? Bây giờ mẹ bác đang ở đâu? Mẹ ta đang sống với mẹ con. Thế các bà mẹ làm gì hả bác? Các bà mẹ cho đi, Marcelino. Suốt đời các bà chỉ cho đi mà thôi. Cho tất cả mọi sự. Cho cái gì hả bác? Các bà dâng hiến chính mình. Các bà mẹ dâng hiến cả mạng sống cho con cái, tất cả sức lực, hạnh phúc, cho tới lúc các bà già nua, nhăn nhúm. Và xấu xí nữa chứ? Không, Marcelino. Các bà mẹ không bao giờ xấu xí. Con đi đây, chuông báo rồi. Thế bác có yêu mẹ bác không? Bác yêu mẹ bác lắm. Cháu cũng yêu mẹ mà. Chắc thầy không thể đổ bị một thằng nhỏ qua mặt chứ, thưa thầy. Thầy phải quyết tâm đi tới cùng để bắt quả tang xem nó đang làm gì. Thế còn phải nói gì với nó? Đừng nói gì cả. Đừng. Thầy sẽ báo cáo mọi cái cho tôi, rồi tôi sẽ định liệu.